tình xưa vai tay bàn tay làng đông nhai. Em giờ đây cứ quên ngồi tình tờ máu, thôi đành mang lớn đau cho người vui tròn một nếp kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Tình ơi sao có câu đời làm thế giàu. Quá đẹp luôn. Ở đây là nhà bác Phóng nhá. Nói chung là cũng hệ đại gia của xóm làng rồi. Đấy, khu này khu Nhất Trí, Tặng Cương, An Dương, Hải Phòng. Đây là cái khu cái căn biệt thự nhà bác ấy. Trông rất là đẹp, đẳng cấp luôn. Thiết kế là đẹp đấy nhỉ. Sân vườn. Đấy. Đây là căn biệt thự nhà bác Phóng anh em nhá. Tại phòng đấy, mày em xuống lát cho ngay một cái bộ VIP vào đồ luôn, tức là loa 4732A nhá, đẩy BS 4 cây vàng DB, mic DB 550 một đất cộng đấy, nói cho thích bây giờ có tuổi là tí rồi, thích kiểu nhà tổ thụ một tí, cuộc sống nó nhanh già lắm, nhà bác rất đẹp. Ta trao nhau những lời lòng say, chuyện tình mình xây bằng nước mắt, có bao giờ tan vỡ đâu em. Hay rất vậy. Nơi thề nguyện muôn năm sau, anh vẫn nhớ nụ cười này. Đôi mắt đó làm sao quên, anh xin ôm bên suối tóc mềm cho anh đi trong mộng thần tiên. Từ giờ này anh mong giấc ngủ triền miên. Vừa bay
trên hàng lá nhỏ. Buổi chiều ngồi ngắm những chiếc mưa qua, trên bước chân em âm thầm lá đổ. Chờ chẳng có xây xuân cho mình son vàng.